Chào các bạn, Mi 4 và HTC One M8 đang là hai chiếc máy khá nhiều anh em quan tâm, kể cả cũ lẫn mới đang được bày bán. Chúng chia sẻ rất nhiều điểm chung là cấu hình tốt này, tính năng nổi bật vào thời điểm hiện tại giá thuộc vào hàng cực kỳ tốt luôn và vẫn rất là có giá trị so với nhiều sản phẩm giá rẻ đang có mặt trên thị trường. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn video so sánh giữa hai sản phẩm này. Mi 4 bản RAM 3GB đang có giá khá ổn định, bản nhập khẩu là 2.890.000 đồng, còn chính hãng FPT là 3.090.000. M8 thì rẻ hơn một chút khi hàng line new đang được bán với giá 2.590.000 đồng. Nếu các bạn mua cũ thì giá có thể rẻ hơn nhưng sẽ không chênh lệch quá nhiều so với mức giá bán mới. Theo đánh giá của mình, mặc dù giá cao hơn khoảng 3-500.000 nhưng mua Mi 4 vẫn được nhiều hơn là mất. Thứ nhất, Mi 4 chúng ta có một sản phẩm mới 100%, bất kể các bạn mua chính hãng hay FPT nhập khẩu đều được bảo hành 12 tháng. Thứ hai, One M8 thì đã dừng sản xuất lâu rồi, bây giờ các bạn chỉ có thể tìm được hàng cũ thôi. Tỷ lệ hàng gặp lỗi, hàng thay vỏ rất là lớn nếu không mua ở những trung tâm uy tín. Ở phần này thì mình recommend Mi 4 hơn. Cấu hình hai máy khá giống nhau ngoại trừ việc RAM của Mi 4 lớn hơn với 3GB. Với RAM 3GB này, chắc chắn khả năng đa nhiệm của Mi 4 tốt hơn rồi. Khi cấu hình giống nhau thì phần mềm sẽ quyết định những thứ còn lại. Hiện tại, M8 đã bị HTC hoàn toàn ngừng hỗ trợ trong khi Mi 4 vẫn đều đặt nhận cập nhật hàng tháng. Qua mỗi lần update thì mình thấy Mi 4 nó càng ổn định hơn, hiệu năng cũng được cải thiện thêm một chút. Các bạn có thể xem số điểm AnTuTu để thấy được rằng cùng một cấu hình nhưng phần mềm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu năng. Rõ ràng Mi 4 đang có lợi thế lớn ở khoản phần mềm này. Pin của hai máy mình có dùng thì không khác nhau quá nhiều. Dung lượng 3080 của Mi 4 chỉ hơn pin 2600 của M8 khoảng 1-2 tiếng sử dụng thực tế. Đây chưa phải là chênh lệch quá lớn để anh em phải phân vân. Nói tới thiết kế thì M8 áp đảo hoàn toàn, phải khẳng định rằng dưới 3 triệu mà tìm được một em nào có vỏ hoàn thiện cao cấp này, gia công tốt mà cái cầm sướng tay như M8 là rất khó. Mi 4 cũng đẹp nhưng cái lớp vỏ bóng đằng sau là một điểm trừ cho những người hay ra mồ hôi tay. Đồng thời camera của máy cũng dễ hữu sức hơn trên là HTC One M8. Mình chỉ chấm Mi 4 số điểm là 6/10 về thiết kế, còn M8 đương nhiên sẽ là 8/10 rồi. Các bạn cũng nên lưu ý là chúng ta hoàn toàn có thể thay thế nắp lưng Mi 4 sang chất liệu khác như là vỏ tre, vỏ gỗ cho nổi bật và cầm tay thích hơn. Camera có lẽ là điểm đáng chán nhất trên One M8. Ngày xưa mình có dùng M8 thì khá là thất vọng khoản này. Thứ nhất, 4 megapixel là quá nhỏ để lưu trữ ảnh lâu dài, kể cả up lên Facebook thì nó cũng không được nét bằng những cái máy có độ phân giải cao hơn. Chất lượng ảnh thì không thực sự ấn tượng. Và camera thứ hai, cái camera mà HTC gọi là lấy nét sau ở xóa phông ấy, gần như là vô dụng. Trong khi đấy các anh em chắc cũng đang nghe đồn về khả năng chụp bá đạo của M4 rồi. Phơi sáng đến 32 giây với bản có cảm biến Sony, ở độ F1.8 xóa phông mù mịt cùng với độ phân giải gấp 3 lần HTC One M8. Không nói nhiều nữa và mình sẽ cho anh xem ngay ảnh của hai em này để khẳng định lại chắc chắn M8 không có cửa để nói chuyện Mi 4 về camera. Chốt lại video này, cả One M8 và Mi 4 đều là các cựu flagship giá rẻ đáng mua, nhưng riêng M8 chỉ đáng mua khi tìm đúng được một chiếc máy ngon lành, điều cực kỳ khó trong bối cảnh hàng sửa chữa, hàng thay vỏ đang tràn lan. Có khi các bạn mua một bộ phụ kiện đi kèm M8 cũng phải đỏ cả mắt mới tìm thấy. Ngược lại, mọi vấn đề về chất lượng sẽ được gạt qua một bên nếu bạn chọn Mi 4. Máy mới nguyên siêu này, bảo hành 12 tháng, được hỗ trợ cập nhật phần mềm đều đặn, camera xịn hơn, trong khi giá thì cao hơn lại không đáng kể. Mình tin là anh em sau video này sẽ có lựa chọn riêng cho bản thân rồi. Không biết là trong số các anh em trên YouTube có ai có thể kể ra được những cái máy giá rẻ, ngon lành dưới 3 triệu khác không? Nếu các bạn biết thì hãy comment ở phía bên dưới để cùng chia sẻ với mọi người nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!